cái gì? Trình độ con thì mình có học được không? Hay cơ chế bây giờ tất cả phải học nói tiếp với này. Học rồi mày là cái chắc. Con này tao giỏi tao nhiều. Nó bố trẻ với chị. Nó bảo mắng tao liên tục. Đứa nào cũng học rồi tao. Tao ơi, tập trung vào hơi hiếc là ra bê cái mái cái nơi. Tập trung hơi mày cứ nghĩ đi đồ ngu rồi tập đừng cãi nhau làm gì. Thôi cậu đừng cãi. Cứ phải tao đấy liên tiếp, nó biết nỗi rồi, nó xin rồi. Con nó lại xui ý. Mình đẻ nó để nó xui. Làm đéo có chuyện được phú rồi làm gì. Chào kênh đi. Nào kênh đi. Khơi. Nếu mà không được thì đành nghĩa cho nó tàu. Nó bảo là coi cứ 8 người cho em thì 8 người là cái nữa. Khẳng định mày 8 người là được. Đây luồn một cái cây đây, hai người hai đầu kia xong còn đông người hỗ trợ thì cái này đơn giản. Cái này cái máy sát thôi, không điểm rồi. Được, cái tay chuẩn hơn được cái đoàn này anh ạ. Cái máy sát 3 đoàn luôn thì có cái này. Hai người hai đầu hỗ trợ. Thì bây giờ anh sẽ đưa được đây. Thì đây đây, cái đoàn này đây. Đoàn nữa. Đoàn chả làm gì. Mày 8 người khinh. Tay đi, tay. Tay chuẩn hơn. Hai người cái cây nó được khỏe nhiều, hai người hỗ trợ hai bên. Không. Vừa cho rộng ra. Em khẳng định anh 8 người khinh tay chuẩn hơn là khinh đoàn. 8 người không đi được. Ông ơi. Để người ta làm chuyên nghiệp, người ta nói thế vẫn cây đâu thợ đâu quẹt thợ đấy bảo là anh nào rồi nhưng mày bán kia nó không bao giờ chắc bằng cái cây này nữa ở giữa kia hai chẳng mày cái đoàn này cả tuột ở kia lên đây vẫn còn chưa rõ đấy giữa chẳng mày cái đoàn nào tập cái này dùng gỡ vỡ này ta làm chuyên nghiệp mà đây đoàn thì có hai người thôi giữa chẳng mày cái đoàn này nó không nói đoàn có điểm cầm nó không phải tròn cái máy sát đó nó lên nó 4m7 lên được cái này vuông có 8 hoặc 10 người cũng kinh được kinh đoàn kia nguy thế nó thừa người chứ người ta cháu không biết đâu không biết thương, cháu phải thương.